Sáng nay, huyện Sóc Cộp tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023. Đồng chí Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, thành phố dự và chỉ đạo diễn tập. Các đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành, lãnh đạo các huyện thành phố tham dự cuộc diễn tập. Theo kế hoạch trong hai ngày 25 và 26 tháng 5, cuộc diễn tập thực hiện các đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Cuộc diễn tập chia thành 3 giai đoạn, chuyển lực lượng vũ trang huyện vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ, thực hành tác chiến khu vực phòng thủ. Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, hiệu lực quản lý điều hành của nhà nước về quốc phòng an ninh, phát huy vai trò làm tham mưu của các sở ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội của huyện Sốc Cộp trong xây dựng và tác chiến khu vực phòng thủ, kiểm tra bồi dưỡng trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý giải quyết các tình huống về quốc phòng an ninh xảy ra trên địa bàn, kiểm tra trình độ huấn luyện chiến đấu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng vũ trang huyện. Qua đánh giá công tác chuẩn bị, các cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện Sóc Cộp đã chủ động kiểm tra chặt chẽ tỉ mỉ, chuẩn bị chu đáo các nội dung trước khi bước vào diễn tập nghiên cứu nắm chắc quan điểm đường lối chiến lược về quốc phòng an ninh của đảng trong tình hình mới gắn lý luận về tác chiến khu vực phòng thủ với đặc điểm điều kiện thực tế của ngành mình và địa phương mình để vận dụng vào giải quyết các tình huống do ban chỉ đạo đạo diễn diễn tập tỉnh giả định